Kênh YouTube Vinh Lì, Lý Khải Vinh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay cuối đông rồi, nhưng mà mình vẫn có hướng đi ăn lẩu. Cái tiệm lẩu này đó, ở ngoài nhìn nó rất là bình thường, không có cửa kiến nha. Để quay con sư tử này cái đã. Được rồi. Còn bảng hiệu thì sao? Bán hiệu nó tên là Trùng Khánh Lão Lò. Để mình vô bên trong coi sao hả? Coi có gì lạ không? Ở ngoài thì hiện đại nhưng mà ở trong nó hoàn toàn thế giới khác nha, y như phim kiếm hiệp vậy đó. Bạn nào mà em phim Hồng Kông tới quán này thì cũng đúng gu lắm nè. Tường đó thì làm bằng đất, tức là bụi bụi, đã vậy còn thêm mấy cái đèn lồng nữa. Đèn lồng này sáng chụp hình quay phim thì hết ý luôn. Còn cái này không biết là tượng gì, chắc là tượng ông tổ quá, mà thấy người ta đeo khẩu trang trong tổ nữa. Thôi mình cũng nói nhiều rồi, bây giờ mình dắt các bạn lên lầu thôi. Thấy người ta ngồi dưới đất cũng động, nhưng mà mình nghĩ trên lầu đó nhìn xuống chắc đẹp hơn dưới đất. Thôi để mình lên lầu. Mình ngại đông người lắm, cho nên mình chọn chỗ vắng vắng một chút, vô góc đi. Vô góc là đúng điệu rồi. Ây cha, thôi, để rót nước cái đã. Nước này không phải là nước trà, nước này đó là nước đậu nấu. Rồi, đồ ăn lên rồi. Ây cha, mà chưa ăn được, trước khi ăn phải đi rửa tay cái đã. Thôi để đồ ăn đó đi, để mình đi rửa tay sẵn tiện quay một vòng cho các bạn coi. Đó, cái này là hành lang, người ta ngồi cũng đông lắm. Mấy bình rượu này thì mình không biết có rượu hay là không. Mình vô tới toilet rồi mấy bạn ơi. Để nhìn coi. Ôi cha, cái bồn đá này thiệt là cũ kỹ rồi nha, mở nước. Được rồi, rửa tay lẹ lẹ còn ra ăn nữa. Cái tem này đó, nữa là phim kiếm hiệp, nữa là nhiễm thời cách mạng văn hóa. Thời cách mạng văn hóa họ ăn khai vị bằng mấy món này thôi. Hột bông hướng dương với lại đậu phộng.
thôi, cứng quá mất công gãy răng, bỏ qua đi, bỏ qua đi. Đừng nói hỏi cái gì tính tiền nha. Mà trước khi ăn nữa mình phải bận cái yếm đỏ có hồng hài gì. Ở đây ăn lẩu nữa, mấy bạn phải bận yếm đỏ có hồng hài gì người ta mới cho ăn nha. Mà cái yếm này cũng được, đỡ phải dơ quần áo. Này là nước đậu. Anh có chán nó đi chưa? Tin tưởng người ta đi. Tin tưởng người ta đi. Ủa, nó học cho mình ngủ hả? Ngủ này nè. Muốn bỏ hết nghi luôn hay bỏ mấy con thôi? Ở bên không cay nha. Dạ. Muốn cay em nhúng qua. Okay. Cái dĩa đậu này nó để làm gì vậy? Nó chỉ về lại các bạn chụp một phút để nó loạn. Thế là mình không có nói á, là không có micro chưa. 10.000 à, 1.000 subscribe vậy 4.000 giờ view mới được dữ hả? Mà cái đó em xuyên làm kìa, coi như cố gắng ít nhất tuần nào em cũng ra một phim á, thì là cái thì làm mấy tháng thì nó lên. Phải maintain đúng không? Hả? Phải maintain. Nhưng mà cái đó nó xếp vô dạng thu nhập tự động á. Tức là tới nếu mà em duy trì cho tới nó có thu nhập rồi đó thì lâu lâu em thích em đăng vài ba cái lên thôi, em vẫn có thu nhập tiếp. Nhiều loại nó tới được. Tất nhiên rồi. Được cái là nó em không có đầu tư nhiều hết á, ví dụ mấy cái máy cùi mà em có ý tưởng thì là nó cũng em thấy mấy gia Việt Nam lên chửi cũng phải lắm gì mà quá nhiều người coi đâu có bỏ vốn đâu đúng không? Ông chỉ nói với chị thôi chứ làm nữa đâu bỏ vốn đâu. Còn em đi ra em làm cái này làm kia là em phải tiêu rủi ro, mất vốn mất tiền này nọ đâm. Mấy đứa em của anh cũng vậy, nhiều đứa cũng... Của anh có em đó hả? Sao anh nó không có em? Em họ á. Nó muốn mở tiệm, mở nó trời tụi bay 9x, 10x rồi còn mở tiệm gì nữa. Giờ ta mở online không à. Nó vừa nhẹ mà nó... Hả? Thì đứa này muốn mở tiệm bán cái này bán cái kia mà tin đó. Anh biết không?
Để em mở này ra bớt. Cõi đi nó vậy hả? Nó dính đâu có chỗ nào hết hết không? Không, bỏ bớt đi. Có phải có cái mùi đó, cái dầu đó. Nè, thồng. Hả? Thồng có tháo thì. À. Do you agree? Wow. Cái gì ngon thì nó không có heo thì. Ok, vậy thôi, cái gì thôi. Ok. Thêm chi nữa đây nó cho đậm hẳn rồi. Nó nuốt được cái mì của em à? Em đừng lo, anh sẽ xử. Cái này là cái gì vậy? Cái này chắc mì của em à? Có không? Mì hả? Hủ hủ rồi phải không? Ờ, hủ. Em kêu mấy cái đồ hủ. Như cái này à? Thì dắt nó lộn mà. Cái này là gì vậy? Cái lòng. Không làm đâu. Nó không làm nó chưa. Mọc cả. Mọc cả. Mọc cả. Cái gì vậy? Hả? Bỏ vô hết luôn, chưa chín đâu. Để cao chứ. Từ từ nó càng bớt mấy cái này trời chiều mà đâu ai vô đâu. Anh tao đậu ngồi chưa? Trên lầu đại cơ rồi. Kệ ai có lầu đâu. Cái này trên lầu rồi đó anh. Hả? Trên lầu đó. Ồ. À vậy cứ lần trước khi chút có chút xíu là đâu có nhìn xuống dưới được đâu. Dạ, bên đây có gì mà cũng gì cũng cay vậy, có chút chút không? Không, chắc phải giờ em nhúng qua nhúng lại. Hãy
nước lèo cũng ngon. Chắc nhờ bột ngọt. Bột nghiêm. Không bỏ thì khó lắm. Không bỏ thì khó ngon. Thành cũng được nhưng mà khó. Không bỏ nhiều khi em vẫn nấu gần như là gấp 3 lần cái lượng xương bình thường. Dùng nước này nè, nó được bớt. Chắc nó không có bỏ vô tủ lạnh chứ. Nhưng mà anh nghĩ nó lấy nó lụt nước nào á. Lấy nó lụt nước nào á, móc ra. Cho hết ngọt không? Có ăn nước. Ví dụ khô khan. Nước ăn nó quay rồi. Khi nếu mà nó nấu không có bỏ không có bỏ gia vị nhiều quá thì. Ăn ăn cũng heo thì quá ha. Quảng Đông á nó có nấu một cái canh này, cái canh Quảng Đông á nó kêu là canh ăn để mát á, để mát trong người á, là cái canh đó nó không có bỏ gia vị gì hết á, bỏ chút xíu muối cho nó mặn mòi vậy thôi, rồi tự mấy cái rau củ rồi nó ra, nếu mà có thịt thì tự nó ra vậy thôi, thì cái canh đó thì người ta ăn nước. Ta bỏ sát. Còn ăn lẩu thường anh ăn sát bỏ nước. Chờ nó coi. Quay lại là hết đầu. Xin nhờ với em. Chắc luôn ghê vô.